Có mà. Có chưa? Nãy giờ 7 con rồi đó. Quay đi con. À, kìa, kìa, có con bự lắm nha ơi. Con đó. Con không thấy đường ở đây. Cả nhà cùng câu lên. Ô bự. Lên con, lên con, bự rồi. Ráng đi con. Rồi đứng dậy luôn. Bài học đầu tiên. Về cắn ớt. Trong bếp nhà mày ớt nhiều lắm. Bếp $2 là ớt xà láng luôn vô cắn đi con. Đủ loại luôn, chim cá, xanh cá, trừng cá. Đó, vô. Vô, ba kể con nghe. Có rồi đó, mình biết kế gì à. Không quay lên nữa. Quay nổi không? Cái thuận, cái thuận. Để quay. Dỡ lên, dỡ lên. Tính là không lấy ké luôn hả đồ? Dỡ lên. À. Lấy cái. Không, cái đó thì dài quá. Cháu nó lấy không được đâu. Đầu tiên nha. Rồi. Dạ, đầu tiên ba. Giờ con thứ hai lộn, lộn, lộn. Chơi lẹ anh. Trời một bự đi. Ô ô lên vô. Ô ô ô. Còn cái câu cái này thôi ra câu lại. Trời câu viên rộng luôn, hay sớm ăn rộng bà cơ. Thở 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 ít tạ thở. Hít vô thở ra. Mà lần mà lần. Vậy biết em trốn đi. Đừng trốn đi em thở chết á. Anh em bắn nó. Bự không à. Thôi con này đẻ lắm anh em ơi. Đang gì phim mẹ em anh em. Mình có năng cung mặt ca thuộc đó là mình ngoài nếu mà nó hô ôm mình hay kêu. Có gì á là sẽ ôm một lại kêu tục tục tục. Thấy không? Ai là kêu nó ghê thấp. À, là một cái sẽ ôm em anh em. Anh nhớ như vậy nha. Rồi, gia đình cứ bơi tự nhiên. Điểm danh, điểm danh, điểm danh. Ê. Hồi sáng ấy ai đòi kêu rác vô giờ sung dữ ta. Tôi nói đã vô đây là khỏe lại. Hôm nay biển ưu đãi á, rất là ok luôn á. Rồi cả nhà mình tới tắm đi rồi em làm đồ ăn xong rồi em kêu lên. Trưa nay mình ăn canh chua, cá nhái, xương xanh với lại cá hố chiên tích. Còn cá trâu thì mình câu lên mình lấy lò than mình nướng. Nhiều đó là đủ sướng rồi. Đây là bé cà chua. Đâu còn nhậu lần mấy nhậu bằng cái này. Cái này là cá mình câu giờ bắt nó lò nữa. Ok, chúc cả nhà.